Nhé. Đây đang này đang test cái hệ thống tưới Gotor Mini. Đó, dòng Gotor của thế hệ của Mỹ. Đang test một sân vườn cũng bé thôi. Lai nó chỉ có 10 mét thôi. Độ phun gãy đều trên mặt đất. Đó. Gotor Mini các bạn, nó của dòng Cardan. Hiệu quả năng suất rất cao. Tưới nó phun nó gãy giọt nước đều trên bề mặt lá đây đó. Gotor Mini nha, Gotor Beckaran, Gotor Mini. Cái lượng nước nó phủ đều trên cái bề mặt lá, đều trên mặt đất hết nè các bạn. Đây, giọt nước ra. Đó. Chỉnh chỉnh cái này ông Hoàng. Cái này nhả cho nó ra giọt cái xa xa nó bị phải làm máy xe nhá. Dạ dạ, nó để do chủ đầu tư nó làm. Làm máy xe với dạ, dạ. Khóa, dạ. Mà lồng khóa là hoàng, dạ dạ, đó để em nói với bác nó làm.